Hello, Xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại talk show của Rui và Steve. Mình là Steve đây. À, sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái thông tin khá là thú vị từ phía à, BlackRock. À, từ phía BlackRock. À, thực ra tin này à, có thể gọi là một cái tin đồn, à, tin đồn à, tiết lộ chúng ta thấy rằng là trong cái insider nghĩa là những cái thông tin mà nội bộ của BlackRock và à, và Investco nói rằng là cái việc À, thông qua à, đơn xin cấp phép mở quỹ Bitcoin ETF Spot không còn là vấn đề có hay không nữa mà họ tiết lộ rằng đây là vấn đề khi nào thôi khi nào thôi và họ ước tính rằng là khoảng độ từ 4 đến 6 tháng nữa chúng ta sẽ có cái quỹ Bitcoin ETF đầu tiên à, cái thông tin này nó được lộ ra bởi CEO của Galaxy à, Mai Novograt thì à, CEO của Galaxy cùng với cả CEO của Ad Investment là hai cái CEO mà tích cực nhất ở trong thị trường nói về câu chuyện Bitcoin ETF Spot. À, và cả hai người này thì đều có nhận định rằng là à, nếu nếu à, Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ à, thông qua một cái quỹ Bitcoin ETF Spot bất kỳ nào thì à, thì họ sẽ à, đồng thời thông qua nhiều quỹ cùng một lúc chứ không chỉ thông qua một quỹ À, thì đây là cái thông tin ở trong cái bài phỏng vấn gần đây nhất của họ với cả CNBC Đó. họ sẽ thông qua nhiều quỹ à, và cái thông tin đấy thì chúng ta có thể kiểm chứng lại một chút à, kiểm chứng lại một chút ở à, đây mình sẽ à, lấy lại các cái thông tin cũ để mà kiểm chứng cho mọi người à, ví dụ à, đây là cái bài phỏng vấn của Bloomberg ETF với cả Cathie Wood thì Wood đồng tình với cả cái câu chuyện rằng là nếu mà có một quỹ Bitcoin ETF spot được thông qua thì nó sẽ là cái sự thông qua của hàng loạt kỹ chứ không chỉ một và nó sẽ là một cái cú hích cực lớn cho thị trường bởi vì thực ra nếu mà quan điểm rằng cái việc mà thông qua quỹ Bitcoin ETF spot là điều chắc chắn và là chỉ là vấn đề thời gian thôi thì bên nào được thông qua trước thì bên đấy sẽ có lợi thế rất lớn ở trong thị trường đơn vị nào được thông qua trước sẽ là cái đơn vị được à, à, được các nhà đầu tư nó hùn tiền, dồn tiền và đầu tư trước và nó sẽ có cái lợi thế rất lớn. À, tuy nhiên rằng thì với cái thông tin và cái gọi là thứ tự thứ tự mà người thứ tự nộp đơn xin cấp phép thì à, à, BlackRock không phải là cái, cái đơn vị mà được à, ưu tiên theo thứ tự đầu tiên bởi vì nó là nộp sau này còn những cái đơn vị mà trước đó chúng ta đã thấy rất nhiều các cái đơn vị đầu tư khác họ cũng đã vừa nộp đơn xin cấp phép mở quỹ Bitcoin ETF Spot rồi và trong đó thì có GrayScale. Uh, GrayScale là một trong những cái đơn vị mà tính theo cái thời hạn thì sẽ là cái thời hạn deadline sớm nhất. Uh, họ sẽ có cái deadline mở quỹ sớm nhất. Ví dụ như là uh, set final deadline của GrayScale bây giờ hiện giờ là ngày mùng 5 tháng 10 năm 2023. Mùng 5 tháng 10 năm 2023. À, thì nếu mà đúng theo thứ tự và đúng theo nguyên tắc thì nếu mà ủy ban chứng khoán hoa kỳ thông qua thì họ sẽ phải thông qua cho gray scale đầu tiên à, Uh, great scale đầu tiên và thứ tiếp theo đó sẽ là as investment as investment là 10 tháng 1 năm 2024 mà hiện tại thì tất cả các cái đơn xin cấp phép quỹ Bitcoin ETF mà gần như là đang copy gần như là copy của y chang nhau nghĩa là tất cả những điều kiện mà ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ đặt ra và yêu cầu các các cái quỹ này sửa đổi trong cái đơn xin cấp phép của mình thì họ đều đã đáp ứng và gần như là không có lý do gì để mà từ chối quỹ này mà uh, cho phép quỹ kia cả vì vậy nên nếu mà cho một quỹ thông qua thì uh, hoặc là cho Grayscale trước hoặc là cho Ad Investment trước nhưng mà đương nhiên Backlog họ sẽ không chịu uh, được cấp phép sau hai quỹ đó vì vậy nên Uh, câu chuyện người ta mới đặt ra rằng là nếu mà ủy ban chứng khoán hoa kỳ thông qua thì khả năng họ sẽ thông qua một lúc uh, nhiều quỹ và đương nhiên trong uh, những cái quỹ đầu tiên đó sẽ sẽ có blackrock ở trong đó sẽ có blackrock ở trong đó, đó. và dường như thì cái thông tin đó ngày hôm qua cũng đem lại một cái uh, gọi là cái 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 làn gió mới tích cực cho thị trường uh, crypto và cụ thể là bitcoin chúng ta thấy là bitcoin đã uh, tăng tăng trong uh, sau khi mà có cái tin này và nó tăng đến cái mức là 30.000. Thì ngoài cái tin này là một cái tin khá là tích cực cho thị trường crypto thì chúng ta còn thấy là uh, PayPal PayPal thì tiếp tục dẫn sâu vào trong cái thị trường crypto. Uh, hồi năm 2021 uh, hồi năm 2021 thì PayPal uh, nhảy vào thị trường là cho phép thanh toán đúng không Cho phép lưu trữ và thanh toán bằng crypto. Còn bây giờ thì họ phát hành phát hành stable coin. Họ uh, với cái sự hợp tác của cái nhà phát hành stablecoin mà trước đó đã phát hành BUSD cho Binance thì PayPal cũng hợp tác với cả bên bên nhà phát hành đó giống như là bên Binance vậy và phát hành ra một cái đồng là PEUSD. Và cái đồng PUSD này được đương nhiên bởi vì họ là một cái doanh nghiệp doanh nghiệp được cấp phép hoạt động tại Mỹ vì vậy nên họ phải đáp ứng tất cả những yêu cầu khi mà họ mở một cái đồng stablecoin mới mà cụ thể ở đây là cái đồng stablecoin của họ đương nhiên sẽ bị kiểm soát và thứ hai nữa là một trăm được bảo chứng bởi bởi rất nhiều thứ đúng không? bao gồm cả những cái trái phiếu ngắn hạn của ngân hàng Mỹ và những thứ tương đương tiền đó là những thứ mà ủy ban chứng khoán đồng ý thông qua cho cái việc là PayPal có thể phát hành USD stablecoin và cái đồng stablecoin của PayPal này thì được uh, phát hành trên cái mạng Ethereum. Uh, khá nhiều anh chị thắc mắc tại sao là nó không phát hành trên cái mạng uh, có cái phí giao dịch rẻ hơn mà cứ phải phát hành ở trên Ethereum và và theo theo tuyên bố của họ ấy, thì Ethereum là một cái mạng chính thức duy nhất mà họ sẽ phát hành uh, USD uh, USD ở trên đó chứ không phải là các mạng khác. Uh, tham khảo một chút thì chúng ta thấy là bây giờ USDT cái cái đồng stablecoin lớn nhất thế giới thì hiện giờ được phát hành nhiều nhất ở trên hai mạng lưới thứ nhất là Ethereum và thứ hai là Tron, TRX à, vậy tại sao PayPal không làm trên TRX? Dường như là câu trả lời là gì? À, cái câu chuyện phí phí ga rẻ nó không phải là cái câu chuyện à, không phải là cái điều kiện tất yếu hay là điều kiện bắt buộc phải có để họ mở stablecoin trên đó mà cái câu chuyện phải là cái mạng lưới an toàn đầu tiên mà hiện giờ với sự phi tập trung và độ lớn của mạng lưới Ethereum thì nó hiện giờ là cái mạng lưới coi an toàn nhất thế giới rồi mạng lưới coi an toàn nhất nhất thế giới đứng sau Bitcoin rồi đứng sau Bitcoin thì Bitcoin và Ethereum là hai mạng lưới an toàn nhất thế giới với cái độ phi tập trung với cái lượng tiền và với tất cả những thứ mà đang stacking các thứ ở trên nói Bitcoin thì là cái sức máy đúng không ạ thì rõ ràng cái tính bảo mật nó được đưa lên cao hơn là cái câu chuyện Uh, phí rẻ vì vậy nên Ethereum vẫn được uh, những nhà cung cấp lớn và những nhà đối tư lớn họ đầu tư vào và những nhà cung cấp như kiểu PayPal thì vẫn chọn vẫn chọn Ethereum là cái mạng lưới mà phát hành cái đồng stablecoin trên đó tuy rằng bây giờ nó chậm đó. nhưng mà ở trong những cái video trước thì mình nói rằng là các cái bản nâng cấp tiếp theo của Ethereum sẽ khiến cho cái mạng lưới nhanh hơn rất là nhiều đó. sẽ khiến cho mạng lưới nhanh hơn rất là nhiều và nhất là những cái mạng lưới layer hai bây giờ ở trong Ethereum nó cũng đang giúp cho cái việc mà vận chuyển tiền ở trên cái mạng lưới ethereum nó có chi phí giảm đi và tốc độ nhanh hơn thì đấy là những cái tin tốt ngoài ra thì sau những cái tin tốt đó chúng ta thấy thị trường nó phản ứng nữa đó, ví dụ như là như thế này mọi người có thể nhìn thấy đây là cái uh, xu hướng xu hướng uh, coi bitcoin từ uh, hay những cái short term holder những nhà đầu tư ngắn hạn thì đang chuyển sang tay của những cái long term holder những, những nhà đầu tư dài hạn hơn à, thì mọi người thấy biểu đồ này đây là cái lượng Bitcoin mà nằm ở trong tay của những short term holder thì nó đang giảm nó đang giảm đúng không ạ chúng ta nhìn thấy đang giảm à, còn long term holder thì tăng à, nhất là trong cái thời điểm này cái thời điểm mà từ đáy này từ tháng uh, À, từ từ hồi mà tháng 7, tháng 7 tháng 8 năm 2022 ấy, là khi mà bitcoin bắt đầu đi vào cái chu kỳ tạo đáy tích lũy và đi ngang thì chúng ta thấy là cái lượng long term holder họ đã tăng lượng bitcoin được và họ đã tăng đột biến rồi à, cứ tăng liên tục như này thì mình nghĩ rằng đây là một trong những cái dấu hiệu à, về mặt dài hạn cho chúng ta thấy một cái chu kỳ mới nó sắp bắt đầu à, bitcoin chuyển từ tay short term holder từ những nhà đầu tư ngắn hạn sang nhà đầu tư dài hạn thị trường nó sẽ bền vững hơn và có thể nó, nó lên chắc chắn hơn đó thì đây là một cái dấu hiệu dấu hiệu thứ hai nó ngắn hạn hơn một chút là ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là uh, các cái hợp đồng uh, hợp đồng tương lai những cái long sọt hợp đồng long sọt tại các cái sàn nhỏ hơn tại các cái sàn nhỏ hơn ví dụ bitmex uh, Bybit, Hobi Global hay Deribit thì thấy rằng là có một cái lượng long rất là lớn, lệnh long rất là lớn được mở ở quanh cái vùng 29.000 đó, mọi người nhìn thấy không? Nó đột biến luôn, đột biến luôn. Ở trong cả bitmex, ở Bybit, ở uh, Huobi Global hay Redbit đều có cái thông tin đó. Rằng là lượng uh, lệnh long, lệnh long Bitcoin tại cái vùng 29.000 nó tăng đột biến. Có thể họ biết cái gì đấy mà chúng ta không biết. Thì đây là thông tin ở những cái sàn nhỏ hơn, còn kể cả trong sàn Binance. Thì đây là cái thông tin ở trên sàn Binance. Thì chúng ta thấy là số lượng lệnh mở, nhé. lệnh mở là Open Interest này nó đã tăng về lại cái mức mà trước khi cái vụ FTX xảy ra. À, vụ FTX xảy ra khiến cho thị trường uh, uh, nó nó cái lượng lệnh mở trong thị trường giảm rất nhiều bởi vì nó khiến cho nôm na là rất nhiều anh em cháy tài khoản đoạn này và chưa dám vào lại thị trường. À, tuy nhiên rằng là sau cái thông tin ngày hôm qua thì chúng ta thấy là cái lượng lệnh mở nó tăng một cách đột biến và uh, trong cái ngày hôm qua thôi là hơn 500 triệu đô. Uh, cái hợp đồng được mở mới. 500 triệu đô hợp đồng được mở mới. Đa phần là lệnh lệnh long ở trên sàn Binance. Đa phần lệnh long ở trên sàn Binance. Có cái gì đó đúng không Có gì đó mà chúng ta chưa biết. Đó. Và cái thông tin này và nó khớp nó khớp nó khá là khớp với thông tin về deadline của các quỹ Bitcoin ETS Spot. Nó khá là khớp, nó nó khá là khớp với cả cái câu chuyện 4 đến 6 tháng nữa. ví dụ như là bây giờ là tháng 8 à, tháng 8 thì à, à, có thể với cái 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 cái, deadline 4 đến 6 tháng thì uh, Great scale không phải là một cái ưu tiên nhưng mà rõ ràng ra thấy là ít e ad investment nó nằm ở trong cái cái vùng là 4 đến 6 tháng đấy mùng à, 10 tháng 1 năm 2024 là 4 tháng nữa à, 4 tháng nữa thì nó nằm sát với cả cái deadline cuối cùng của ủy ban chứng khoán kỳ thông qua cái đơn xin cấp phép của ad investment à, sau đó thì tháng 3 là là cái tháng gọi là oát đúng không? Tháng 3 thì nó khớp à, nó khớp hơn cái câu chuyện là 6 tháng, 6 tháng. Nó liên qua tất cả những cái quỹ còn lại. À, dù là Biscoe này hay là uh, Van Gogh này, Wisdom Tree này, Invesco Galaxy này, Fidelity này, Vanguard, BlackRock nó đều nằm ở trong tháng 3 năm 2024 hết. Đó, à, từ khung thời gian từ 4 đến 6 tháng là nó hợp lý cho cho cái việc là uh, Ủy ban chứng khoán kỳ ra quyết định cuối cùng. À, mình mình nói thêm là nếu mà Grayscale mà không được cấp phép ở cái đợt này Bởi vì thực ra nó vẫn đang vướng một ít <laughs> liên quan đến vụ kiện tụng cả Ủy ban chứng khoán Bởi vì trước đó, trước đó Grayscale đã kiện Ủy ban chứng khoán Bởi vì là đã không thông qua cái đơn cấp phép trước đấy của họ đó, Trước đấy họ họ đưa một cái đơn xin cấp phép nhưng Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ deny, uh, reject, không thông qua Và họ đã làm một cái uh, vụ kiện, kiện đến bây giờ ở Ủy ban chứng khoán Thành ra họ rất sợ <laughs> cái chuyện là Ủy ban chứng khoán sẽ gạt họ ra trong cái đợt mà cấp phép lần này à, Vì vậy nên gần vừa rồi họ lại kiến nghị một lần nữa rồi Không biết rằng là đơn kiến nghị nó có thông qua không Nhưng mà à, dư luận nói rằng là cái đơn kiến nghị của Grayscale thì có khả năng sẽ chiến thắng à, Và vì vậy nên là chúng ta thấy có có một cái khung thời gian Mọi người sẽ có một khung thời gian khá là hấp dẫn Là từ 4 đến 6 tháng à, Tính từ giờ cho đến tầm tháng 3, tháng 4 năm sau nó cũng khá là khớp với cả cái thời gian han vinh của bitcoin à, theo các cái chu kỳ mà theo cái khoảng thời gian và các chu kỳ trước mà chúng ta hay theo dõi là sau han vinh sẽ là một khoảng thời gian tăng trưởng bền vững của bitcoin cho cái chu kỳ tăng mới à, thì các thứ nó, nó nó dần khớp với nhau và chúng ta sẽ có 4 đến sáu tháng để chuẩn bị bốn à, 4 đến sáu tháng chuẩn bị mình nghĩ rằng nó 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 là nó là thông tin rất là tốt để anh chị em những ai mà tin tưởng vào thị trường và chưa lên thuyền chưa lên thuyền thì có thể lên kế hoạch, chúng ta chuẩn bị tài chính để chúng ta có thể mua, mua dần thôi. Mình nghĩ rằng mua dần là hợp lý. Không ai có thể biết là là nó sẽ có thể tăng lên tiếp ở đây hay là nó sẽ còn tạo thêm một cái đáy nữa, tạo thêm một đáy nữa hay là về tay lại đáy cũ. Tuy nhiên rằng là nếu mà chúng ta giải tiền ra mua thì chúng ta sẽ mua được một cái vùng giá trung bình rất là tốt trong mùa sau. Mình kể cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ không ai họ mơ tưởng là rằng họ sẽ bắt được đáy cả, nhưng mà họ sẽ có kế hoạch để họ có được một cái mức giá trung bình rất là tốt trong mùa sau. và mình nghĩ rằng ví dụ như là những cái đầu tư hiện giờ mình đang hỗ trợ thì cái mức giá trung bình của các anh chị đó bây giờ nó chỉ đâu đó nằm ở khoảng độ 20.000 thôi. mươi 19 20 21.000 đấy là mức giá trung bình của cả cái danh mục đầu tư rồi. Mình nghĩ rằng đó là một cái mức giá rất là tốt và mình hiện giờ thì đang đang gọi là gì đang tạm thời dừng mua một chút và có thể sẽ tiếp tục giải ngân và mua tiếp trong khoảng thời gian cuối năm này. À, thì đấy là cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Một số cái thông tin hay và hấp dẫn, à, tích cực cho thị trường. Bởi vì đợt gần đây chúng ta thấy rằng là thị trường nó khá là ảm đạm. À, khá là ảm đạm. Sau thông tin BlackRock thì không có thông tin lớn nào nữa. Tuy nhiên rằng là mọi thứ nó vẫn đang vận hành. Vẫn, mọi thứ nó vẫn đang à, tiếp tục à, phát triển và... À, các cái thông tin tốt nó sẽ tích lũy và nghĩ rằng nó sẽ đến với chúng ta một cách ồ ạt ở trong khoảng thời gian sắp tới. À, cảm ơn mọi người và nếu mọi người thấy cái video này có ích thì mọi người hãy cho Steve uh, một like, một share, subscribe kênh à, và hẹn mọi người trong những video tiếp theo.